Kính chào quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh thì đang theo dõi số livestream tuần này của công ty du học quốc tế Hằng Mưa. Mình là Ngọc, là tư vấn viên tại văn phòng đại diện tại thành phố Đà Lạt. Công ty mình thì có trụ sở tại số 16 Bàn Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt. Nên tất cả những cái phụ huynh mà có nhu cầu muốn tìm hiểu du học tại tỉnh Lâm Đồng thì có thể liên hệ công ty du học Hằng Mưa nhé. Và ngày hôm nay thì Ngọc sẽ chia sẻ cho quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh một chủ đề về du học quốc ngoại. Rất là nhiều các bạn học sinh thì có mong muốn mình được đi du học tại trường University of Thammasat đúng không ạ? Thì hiện nay trường đã có một cơ sở mới tại thành phố Melbourne. Chính vì vậy thì bài livestream hôm nay của Ngọc thì sẽ cập nhật cho mình về cơ sở mới tại thành phố Melbourne như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Vâng, và một lần nữa thì nhìn vào tấm bản đồ của Úc đây đúng không ạ? Thì phần nào thì quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh mà chưa có lần nào mà chúng ta tìm hiểu về Úc thì cũng có thể phần nào hình dung được Melbourne ở đâu đúng không ạ? Trên đây thì Melbourne là một thành phố được coi là thủ phủ của bang Victoria đúng không ạ? Bang này thì rất là gần bang New South Wales, gần với các thành phố Sydney hay là thủ đô Canberra đúng không ạ? Nhìn vào đây thì chúng ta có thể phần nào biết được thành phố Melbourne ở đâu, và cũng có thể nhìn thấy được là Thammasat đúng không ạ, là một hòn đảo, và trường đại học Thammasat thì có cơ sở chính tại hòn đảo Thammasat này, và hiện nay thì có một cơ sở trực tiếp tại thành phố Melbourne nhé. Và một chút thông tin để chúng ta có thể hiểu được cái thông tin về trường Tasmania, thì trường Thammasat là một trường đại học công lập tọa lạc tại Tasmania. Thì cái tên của trường đại học này cũng chính là cái tên của hòn đảo đúng không? Và đây chính là đại học công lập duy nhất tại cái hòn đảo Tasmania này. Và trường được thành lập từ năm 1980. Hiện nay thì tính đến thời điểm này thì trường đã được xếp hạng là trường đại học lâu đời đứng thứ tư tại Úc ạ. Một con số rất là đáng tự hào đúng không ạ? Đi kèm với các con số là một trường đại học lâu đời thì nó sẽ gắn liền với chất lượng đào tạo rất là tốt đúng không ạ? Có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo sinh viên, và trường thì cũng đạt top 10 những trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Úc đúng không ạ? Một trong những danh dự của trường là trường cũng đã được vào nhóm top 2 các trường đại học hàng đầu thế giới. Đây trên đây là những xếp hạng điểm lại cho chúng ta có thể nhìn thấy được chất lượng đào tạo của trường đại học Tasmania. Khi mà các bạn còn rất là nhiều băn khoăn tại sao mà chúng ta cần lựa chọn học một trường công lập, thì chúng ta có thể biết được rằng là trường đại học công lập thì cái bằng cấp của nó cũng đã giá trị hơn đúng không ạ? Ngoài ra thì trường cũng là một trường đào tạo rất là lâu đời, có những thứ hạng rất là đáng tự hào như là top 1 trường đại học nghiên cứu hàng đầu hay là nhóm 2% trường đại học hàng đầu thế giới. Chính vì vậy thì chúng ta cũng có thể phần nào biết được là chất lượng đào tạo của trường Tasmania như thế nào đúng không ạ? Và thông tin tiếp theo đó chính là tại sao mà chúng ta có một cơ sở đào tạo tại Melbourne, thì đây là một sự kết hợp với lại tập đoàn giáo dục ECA hay là Education Central Australia đúng không ạ? Thì đây là tập đoàn giáo dục quốc tế, tập đoàn giáo dục đa quốc gia này thì đã có mặt ở trên 40 quốc gia với hơn 7.000 học sinh sinh viên đến trên từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới mỗi năm tới học đúng không ạ? Trường thì có các campus tại các thành phố như là tại Sydney này, tại Melbourne và Brisbane đúng không ạ? Đây là các thủ phủ tại các bang lớn. Ngoài ra thì cả ba học xá thì đều có cơ sở vật chất rất là hiện đại, tiện nghi. Tất cả các học xá đều nằm giữa CBD, là trung tâm của các thủ phủ này đúng không ạ? Đây là một điều kiện rất là tốt để cho các bạn sinh viên có thể học tập và tìm kiếm việc làm sau này. Như Ngọc đã giới thiệu thì cái cơ sở tại Melbourne này là sự kết hợp giữa trường Tasmania và tổ chức giáo dục ECA và thành lập lên một phân viện mới của trường Tasmania, hay còn được gọi là Melbourne Study Centre đúng không ạ? Bên phải này thì các bạn có thể phần nào nhìn thấy đây là logo của sự kết hợp giữa Tasmania và ECA đúng không? Đây là một sự kết hợp rất là tuyệt vời để đem lại những cái chương trình học rất là phù hợp cho các bạn sinh viên quốc tế muốn chất lượng đào tạo của trường Tasmania, nhưng mình không phải học ở Tasmania mà chúng ta có thể học ngay tại trung tâm thành phố Melbourne của Úc đúng không ạ?
Và tại sao mà Melbourne là một điểm đến cho rất là nhiều sinh viên quốc tế ạ? Khi bạn nghe đến Úc thì chắc hẳn là cái tên Melbourne không quá là xa lạ, vì đây là một thành phố mà được đánh giá là một trong những thành phố đáng sống tại Úc đúng không ạ? Ở đây là một thành phố lớn nhất của bang Victoria và là là thành phố lớn thứ hai ở Úc chỉ sau mỗi Sydney thôi. Được đánh giá là một trung tâm kinh tế với sự phát triển về cả tài chính, sản xuất, công nghệ, thông tin và du lịch. Chính vì vậy ở đây cũng đã tập trung rất là nhiều các trường đại học và các học viện đúng không ạ? Với một chất lượng giáo dục rất là tốt nên là có rất là nhiều những du học sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Và hiện nay thì theo một thống kê thì mỗi năm tại thành phố Melbourne thì đón tiếp khoảng hơn 200.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 170 quốc gia trên thế giới đúng không ạ? Một môi trường đa quốc gia cho các bạn sinh viên tới theo học. Và chính vì vậy khi mà bạn tới học tại thành phố Melbourne này thì mình không quá xa lạ, vì có rất là nhiều sinh viên quốc tế. Và tại Melbourne cũng tạo rất là nhiều điều kiện cho sinh viên quốc tế theo học ở đây, là một trung tâm tài chính kinh tế nên là có rất là nhiều những cái cơ hội để cho các bạn sinh viên có thể đi thực tập, học tập và sau khi tốt nghiệp mình có thể làm việc tại đây nhé. Và cơ sở sự kết hợp giữa Tasmania và ECA với lại cái Melbourne Central này, thi trường thì có ba, chỉ tập trung đào tạo vào ba chuyên ngành. Thứ nhất là Bachelor of Business, thứ hai là Master of Business Administration, hay là Master of Information Technology and System đúng không ạ? Rất là rõ ràng, trường tập trung vào có hai mảng thôi. Thứ nhất là một chuyên ngành cử nhân về kinh doanh thương mại và cử nhân về kinh doanh, thạc sĩ về kinh doanh và thạc sĩ về chuyên ngành công nghệ thông tin. Ở đấy nên là về cử nhân thì chỉ có một ngành duy nhất là cử nhân quản trị về kinh doanh, và thạc sĩ thì có về kinh doanh và công nghệ thông tin nhé. Đây là cả hai nhóm ngành tại Úc đang có rất là nhiều cơ hội việc làm, và đặc biệt với nhóm ngành công nghệ thông tin đúng không ạ, thì đang là một nhóm ngành được liệt kê vào trong những ngành có thiếu hụt nhân lực rất là nhiều tại Úc, và được là cơ sở mà khi các bạn sinh viên chúng ta tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin thì đều có khả năng là được kéo dài thời gian làm việc tại Úc trong cái thời điểm hiện tại đấy nhé. Và trên đây thì là điều kiện đầu vào cho từng chương trình cụ thể của trường. Đối với chuyên ngành cử nhân về kinh doanh thì yêu cầu là bạn đã hoàn thành trung học phổ thông, và điểm chú ý ở đây là IELTS là 6.0 và không có bên nào 5.5. Thay vào đó thì bạn cũng có thể học chứng chỉ thay thế là PTE học thuật là 50 và không có điểm nào thấp hơn 42. Đối với hai chuyên ngành về thạc sĩ đúng không ạ? Đầu tiên là về thạc sĩ kinh doanh thì yêu cầu bạn sẽ phải hoàn thành là chương trình cử nhân và IELTS là 6.5, không có bên nào dưới 6.0. PTE học thuật là 58 và không điểm nào là thấp hơn. Còn đối với chuyên ngành thạc sĩ về công nghệ thông tin thì cũng là bạn hoàn thành chương trình cử nhân và điểm IELTS ở đây là 6.0, không có bên nào dưới 6.0 ạ. Nhìn về overall IELTS này thì về thạc sĩ công nghệ thông tin thì có điểm yêu cầu sẽ thấp hơn so với thạc sĩ về kinh doanh nhé. Và để biết thêm chi tiết cụ thể về những yêu cầu đầu vào này thì xin hãy liên hệ với công ty du học Hằng Lương nhé. Và đây là một học phí tham khảo cho năm 2023 cho từng chuyên ngành. Thứ nhất về cử nhân kinh doanh, chương trình học thì sẽ là 3 năm đúng không ạ? Với học phí là 34.116 đô Úc, với hai chuyên ngành là về thạc sĩ kinh doanh và thạc sĩ về công nghệ thông tin thì có học phí thì sẽ là trên 33.000, và chương trình học thì sẽ là 2 năm. Đặc biệt với các bạn học sinh mà chúng ta đã học cùng chuyên ngành trước đó của bậc cử nhân thì có khả năng thời gian học chương trình master của chúng ta sẽ được rút ngắn hơn rất là nhiều. Để biết thêm thông tin là mình có thuộc cái đối tượng là mình sẽ được giảm cái chương trình học hay không thì xin hãy liên hệ công ty Hằng Lương để Hằng Lương sẽ giúp các bạn kiểm tra những cái thông tin này nhé. Và cụ thể hơn là bây giờ cơ sở đang có chương trình ưu đãi về học phí và sẽ giảm tới 25% học phí cho toàn khóa học nhé. Ngọc xin nhấn mạnh ở đây là toàn khóa học, vì thông thường thì học ở bên Úc của chúng ta thì sẽ không có nhiều những cái chương trình học bổng là chúng ta miễn giảm
toàn khóa học mà thường thì sẽ là 1 năm đầu đúng không ạ? Thì nó sẽ nhấn mạnh sẽ là giảm 25% học phí toàn khóa học đúng không ạ? Chính vì vậy sau khi đã giảm trừ 25% học phí rồi thì học phí của chúng ta ở đây sẽ rất là rẻ đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy học phí của chúng ta ở đây là chỉ có rất là thấp ở đây. Như đối với chương trình cử nhân kinh doanh sau khi chúng ta giảm trừ đi rồi thì học phí của một kỳ học chỉ có là 12.356 đúng không ạ? Với một chất lượng đào tạo của trường Tasmania mà học phí cho 1 năm của chúng ta chỉ tầm dưới 25.000, rất là hiếm đúng không ạ? Ngoài ra thì như là cái chương trình thạc sĩ master ở đây học phí của chúng ta sau khi giảm trừ 25% thì cũng chỉ là 25.000 cho 1 năm học đúng không ạ? Một cái học phí rất là rẻ, thông thường những chương trình này thì đều có giá là trên 30.000 ở những cái trường đại học khác đúng không ạ? Học tại Melbourne đúng không ạ? Có một chất lượng đào tạo rất là tốt của trường Tasmania mà học phí của chúng ta đang có ưu đãi tới tận 25% cho toàn khóa học, là một cái học phí rất là rẻ, rất là mong đợi cho rất là nhiều các bạn sinh viên. Nên là để biết thêm các thông tin về trường Tasmania kết hợp với ECA mở tại phân biệt tại Melbourne thì xin hãy liên hệ công ty tư vấn du học Hồng Lương. Công ty của tôi thì có trụ sở chính tại 1086 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Và hay có thể đến trực tiếp tại văn phòng còn đại diện tại thành phố Lâm Đồng tại số 16 Đoàn Thị Điệp, phường 4, thành phố Đà Lạt. Để biết thêm thông tin chi tiết, khi bạn không có thời gian có thể đến cơ sở trụ sở chính, bạn có thể liên hệ số hotline là 0932 33 521 để thêm thông tin nhé. Và để cập nhật thêm nhiều thông tin về học bổng các chương trình học thì xin hãy tiếp tục theo dõi các số livestream hay là các chương trình webinar hàng tuần của công ty du học Hồng Minh để chúng ta biết thêm thông tin nhé. Một lần nữa thì cảm ơn quý phụ huynh, các bạn học sinh đã dành thời gian để theo dõi số livestream hàng tuần của công ty du học Hồng Minh, và hẹn gặp lại mọi người vào số livestream tiếp theo nhé.